Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ, Băng Châu kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump và ông Biden chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên. Cuộc bầu cử tổng thống 2020 đầy biến động đang bước vào giai đoạn hết sức cam go khi đương kim tổng thống Donald Trump và ứng cử viên của đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, sẽ có cuộc tranh luận đầu tiên vào tối thứ Ba, ngày 29 tháng 9 tại Cleveland thuộc tiểu bang Ohio. Tại cuộc tranh luận đầu tiên này, hàng triệu cử tri Hoa Kỳ sẽ thấy hai đối thủ vốn luôn mô tả nhau là mối đe dọa hiện hữu đối với đất nước, bước vào màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình sau nhiều tháng vận động cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Theo giới quan sát nhận định, Tổng thống Trump được dự đoán sẽ chuẩn bị những lời lẽ thách thức về công trạng của một vị tổng thống đối với ông Joe Biden. Theo ký giả Chris Wallace, điều hộp buổi tranh luận, những chủ đề chính mà các ứng viên đã phát thảo để trình bày sẽ xoay quanh vấn đề về đại dịch COVID-19, hệ thống tài chính và mâu thuẫn sắc tộc. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì báo New York Times loan tin về hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump. Bài báo hồ sơ thuế của Tổng thống che giấu bí mật lỗ lạ nặng nề và nhiều năm tránh thuế được tờ New York Times tung ra vào ngày Chủ nhật 27 tháng 9 gây chấn động nước Mỹ về số tài sản thật sự của tỷ phú Donald Trump và cách né tránh đóng thuế kéo dài trong nhiều năm của đương kim Tổng thống. Theo tờ New York Times, Tổng thống Trump đóng thuế chỉ có $750 cho năm 2016 và 2017 và đóng $0 trong 10 năm. Theo nhật báo New York Times, họ có trong tay hồ sơ khai thuế hơn 2 thập niên của Tổng thống Donald Trump và hàng trăm công ty tạo dựng nên đế chế thương mại của ông. Trong số này còn có cả thông tin trong 2 năm đầu mà ông giữ vai trò Tổng thống. Các hồ sơ khai thuế cho thấy một thương gia thu vào hàng trăm triệu đô la nhưng lại khai khống chi phí khổng lồ để tránh đóng thuế. Kính thưa quý vị, cựu trưởng ban tranh cử bị cách chức của Tổng thống Donald Trump đòi tự tử. Theo nhật báo South Florida Sun Sentinel, ông Brad Parcells là cựu trưởng ban tranh cử năm 2020 của Tổng thống Donald Trump bị cảnh sát áp giải ra khỏi nhà sau khi vợ của người này báo cáo là ông có vũ khí và đe dọa tự sát. Sở cảnh sát Fort Lauderdale cho biết vợ của ông Parcells gọi báo tình hình nguy hiểm của chồng vào trưa Chủ nhật 27 tháng 9. Ông Parcells được đưa vào nhà thương Broward Health Medical Center. Bà Karen Dietrich, cảnh sát trưởng sở cảnh sát Fort Lauderdale cho biết mọi chuyện được giải quyết rất nhanh gọn. Ông Brad Parcells bị tổng thống giáng chức sau sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Tulsa, Oklahoma vào tháng 7 vừa qua. Kính thưa quý vị, phía Dân Chủ chỉ trích Tổng thống Trump không đóng thuế trong vòng 10 năm. Các đảng viên đảng Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump vào tối Chủ nhật, sau khi The New York Times đưa ra một báo cáo chi tiết về 20 năm lịch sử đóng thuế của Trump, bao gồm cả việc ông không đóng thuế thu nhập trong 10 năm đó. Theo New York Times, ông Trump không trả thuế thu nhập trong 10 năm của 15 năm trước khi ông đắc cử Tổng thống, và khoản nộp thuế thu nhập của ông trong năm 2016 và 2017 chỉ là 750 Mỹ Kim trong cả hai năm. Các nhà lập pháp Dân Chủ đã lên Twitter để bóc mẽ những phát hiện trong báo cáo, với lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện ông Schumer yêu cầu mọi người giơ tay nếu họ trả nhiều hơn Trump. Chủ tịch một ủy ban của Hạ viện Richard Neal, người đấu tranh để có được bản khai thuế của Tổng thống, cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Trump đánh cược mã số thuế để có lợi cho mình và sử dụng đấu tranh pháp lý để trì hoãn hoặc trốn tránh việc thanh toán những gì mà ông ấy mang nợ. Về phần mình thì Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo vào tối Chủ nhật gọi báo cáo là tin tức hoàn toàn giả mạo, tức là fake news. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden chi 45,8 triệu Mỹ Kim cho quảng cáo tranh cử. Lợi thế gây quỹ tranh cử của ông Joe Biden dường như đang biến thành lợi thế trên sóng truyền hình khi ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ
đang lấn át Tổng thống Donald Trump với một loạt những quảng cáo truyền hình. Chưa đầy 36 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Theo dữ liệu do công ty theo dõi quảng cáo Advertising Analytics tổng hợp, ban vận động tranh cử của ông Biden đang chi 45,8 triệu Mỹ Kim cho quảng cáo trên truyền hình, radio và quảng cáo trên các trang mạng Internet trong tuần lễ từ ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 28 tháng 9. Trong khi đó, thì ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã dành 17,8 triệu Mỹ Kim tiền quảng cáo cho cùng khoảng thời gian, sau khi hủy hàng triệu Mỹ Kim tiền đặt trước ở các tiểu bang bao gồm Ohio, New Hampshire, Michigan, Wisconsin, Nevada, Iowa, Minnesota và Pennsylvania. Tiếp tục phần tin Hoa Kỳ. Hạ viện hy vọng đạt thỏa thuận trợ giúp COVID-19 với Tòa Bạch Ốc. Chủ tịch Hạ viện dân biểu bà Nancy Pelosi vào hôm Chủ nhật 27 tháng 9 nói rằng bà nghĩ một thỏa thuận trợ giúp COVID-19 sẽ sớm đạt được với Tòa Bạch Ốc và cuộc thảo luận hiện đang diễn tiến tốt đẹp. Theo CNN, bà Pelosi nói với đài CNN rằng chúng tôi đang có cuộc thảo luận và khi tôi có đối thoại với chính phủ, điều này diễn ra trong sự thành thật. Tôi hy vọng rằng Bộ trưởng Tài chính Mnuchin sẽ đưa ra điều gì đó để có thể có được giải pháp và tôi tin rằng chúng tôi có thể đạt thỏa thuận. Bà Pelosi vào hôm Chủ nhật nói chắc chắn là bà sẽ đưa ra một dự luật trong những ngày tới nếu tình trạng bế tắc với chính phủ của Tổng thống Trump cứ tiếp tục. Tuy nhiên, bà cũng nói rằng muốn có thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc hơn là cãi qua cãi lại. Kính thưa quý vị, Facebook xóa đơn mục Nga định can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Công ty Facebook cho biết họ đã gỡ bỏ 3 mạng lưới trương mục giả mạo, được cho là do cơ quan tình báo của Nga dựng lên nhằm phá hủy cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Theo đại diện mạng xã hội lớn nhất trên thế giới, các trương mục bị khóa đã dùng danh tính giả nhằm truyền bá những hồ sơ bị tấn công điện toán và có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Những trương mục này có liên quan đến tình báo Nga và một tổ chức ở St. Petersburg, từng bị viên chức Hoa Kỳ cáo buộc là can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Bộ Ngoại giao Nga không bình luận về báo cáo của Facebook. Nhưng trước đó, nhiều lần Nga đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định là không can thiệp chính trị ở các nước khác. Facebook cho biết các mạng này tương đối nhỏ với khoảng 97.000 người theo dõi. Một số hoạt động nhắm vào người dùng ở Anh và Hoa Kỳ, nhưng phần lớn tập trung vào khu vực Trung Đông và giáp biên giới với Nga như Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Belarus. Trong khi đó, Twitter cũng cho biết đã làm việc với Facebook để xác định và xóa 350 trương mục được điều hành bởi các tổ chức liên kết với chính phủ Nga. Vào đầu tháng này, Microsoft cũng cảnh báo rằng các hacker liên quan tới Nga, Trung Quốc và Iran đang âm thầm theo dõi những người có quan hệ với ông Donald Trump và ông Joe Biden. Kính thưa quý vị, một phụ nữ bị bắt vì không đeo khẩu trang khi đi xem football. Thống đốc Ohio mới đây đã phải lên tiếng sau khi vụ rắc rối tại một trận đấu football ở một trường trung học gây nhiều tranh cãi trên mạng. Trong một video được đăng trên mạng, một cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ sau khi cô ta không chịu đeo khẩu trang và cũng không chịu rời khỏi khu vực thi đấu football. Vào ngày kế tiếp đó, trường trung học này đã nhận nhiều lời đe dọa tấn công. Giám đốc học khu Logan Hawking nói rằng, dù các lời đe dọa này không đáng tin cậy, nhưng ông cũng không thể đánh cược với sự an toàn của học sinh. Do đó, toàn học khu đã phải phong tỏa. Lên tiếng về sự việc, thống đốc Mike DeWine của Ohio kêu gọi người dân hãy tôn trọng các cảnh sát, giám sát việc thi hành quy định y tế. Đoạn video về sự việc cho thấy một cảnh sát trường học dùng súng điện taser để khống chế một phụ nữ trong trận football tại một trường trung học ở Logan, Ohio. Người phụ nữ sau đó bị còng tay và bị áp giải ra khỏi sân thi đấu do cô ta không chịu rời đi. Theo sở cảnh sát Logan, người phụ nữ trong video đó là cô Alicia Kitts đã được nhắc phải đeo khẩu trang nhiều lần. Tuy nhiên cô Kitts nói rằng cô bị suyễn và sẽ không đeo khẩu trang. Sau đó cảnh sát nói nhiều lần rằng cô Kitts phải ra về vì cô không có khẩu trang. Khi cô này kháng cự, cảnh sát phải bắn súng taser vào vai của cô để khống chế. Người phụ nữ này sau đó bị truy tố
tội xâm nhập bất hợp pháp. Vụ bắt giữ hiện đang được sở cảnh sát Logan điều tra. Tuy nhiên, có nhiều người dân cho rằng viên cảnh sát trong sự việc chỉ đang làm đúng trách nhiệm của ông mà thôi. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 và Băng Châu sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.